Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, vùng giáp ranh giữa ba xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, xã Lộc Tiến và Lộc Châu của thành phố Bảo Lộc đang diễn ra phức tạp. Các đối tượng đang từng ngày cày xới trên những quả đồi để lấy cát và cao lanh đem đi bán. Điều này không chỉ cho thấy sự lộng hành, coi thường pháp luật của các đối tượng này, mà đáng nói hơn còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái rừng ở nơi đây. Đây là hiện trường còn sót lại của khu vực khai thác cát trái phép tại tiểu khu 472 thuộc địa bàn xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm. Máy múc, máy đào, máy bơm, lều bạt và các phương tiện phục vụ cho việc khai thác cao lanh và cát nằm ngổn ngang sau một đợt truy quét của lực lượng chức năng. Thì họ hoạt động là lén lút thôi, chứ còn không có công khai. Ví dụ như có đoàn mà đi xuống kiểm tra cái là họ rút về. Cho nên là vừa rồi được là phải phục, tức là từ 4 rưỡi cho đến sáng 11 giờ hôm sau thì mới đưa được cái xe về. Biên bản làm việc của ngành chức năng huyện Bảo Lâm nêu rõ, vị trí thứ nhất là mỏ cao lanh của công ty cổ phần khoáng sản Nhân Long khai thác trước đây. Đối tượng vi phạm là Vũ Văn Quyết, thường trú tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. Đàn vật thu giữ gồm 2 máy đào, 2 máy nổ và dây ống. Vị trí thứ hai gần đó thuộc mỏ của công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng. Đối tượng vi phạm là Hoàng Ngọc Sam, thường trú tại 44/1, Mạc Đĩnh Chi, thành phố Bảo Lộc. Đàn vật gồm có 1 máy đào, 2 máy nổ trên hiện trường và 1 máy đào ngoài hiện trường. Tổng diện tích toàn hiện trường khu vực này là trên 3 hectare. Nắm bắt được có sự khai thác trái phép thì cũng địa phương cũng như sự chỉ đạo của Phòng Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân huyện và kết hợp của địa phương cũng ra những quyết định kế hoạch thành lập tổ truy quét và kết hợp với chốt của ngã năm của đâm huyện công an huyện tăng cường để thường xuyên truy quét. Nhưng do cái địa bàn là giáp ranh giữa hai huyện thì nó cũng đường xá đi lại cũng khó khăn, thì anh em cũng tổ chức truy quét, nhưng cái lực lượng của mình cũng tương đối mạnh, truy quét cũng chưa được triệt để. Tình trạng này đã diễn ra một thời gian dài. Các đơn vị khai thác khoáng sản trái phép này trước đó cũng đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính nhiều lần, đồng thời đề nghị chấm dứt việc khai thác khoáng sản trái phép, tuy nhiên vẫn không thực hiện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất sinh hoạt của người dân, đồng thời vi phạm đến công tác quản lý bảo vệ rừng của địa phương. Cái tình trạng khai thác cát này thì nó từ ngày xưa giờ mà thì nói chung là bụi thì cũng quét liên tục luôn. Thưa quý vị, như quý vị đã thấy, đây là cái hiện trường của cái tiểu khu 472 thuộc địa bàn của xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, với một cái địa hình hiểm trở và các đối tượng khai thác cát trái phép thì rất khó khăn cho các ngành chức năng trong cái việc xử lý. Sau khi có cái văn bản của huyện thì địa phương sẽ cố gắng sẽ là tăng cường, xin ý kiến của lãnh chỉ đạo của huyện thì cũng xin tăng cường của lực lượng của các công an thì mình thường xuyên xuống các điểm nóng về khai thác để huy động lực lượng để mình cố gắng triệt để cái đối tượng khai thác trái phép để bảo đảm cái tình hình an ninh trật tự của địa phương. Trên địa bàn xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm hiện có 3 đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản, đa số đều hết hiệu lực hoạt động từ nhiều năm nay nhưng vẫn không chịu đóng cửa mỏ. Lợi dụng thực tế này, tình hình hoạt động khai thác cao lanh cát trái phép vẫn cứ diễn ra, mặc cho chính quyền và cơ quan chức năng của Bảo Lâm nhiều lần yêu cầu chấm dứt. Tại sao việc khai thác khoáng sản trái phép ở xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm kéo dài và bất chấp những chỉ đạo của huyện? Cùng với phần lễ được tổ chức tại cái đền thượng Trung Hạ, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực dân gian do các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Lạt tổ chức đã tạo không khí sôi nổi, vui tươi, mang đậm nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.